trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em về lại kinh bất sợ việc ngày nay Để nói đầu tiên xin chúc quý cô chú và anh chị một ngày được tốt lành và may mắn ha à, trong thời gian dịch covid đang diễn ra phức tạp nó cũng khó khăn à, mong người dân À, trong thời gian sớm nhất sẽ được ổn định à, trở lại cuộc sống mới ha hôm nay gửi với anh chị và cô chú một miếng đất nằm ở đường nhựa nha đường nhựa này là cái bàn đường nhựa kinh lầu ngang à, đi thẳng khoảng 100 trăm mét đổ lại là đụng tới đường huyện 33 mình về phải là lên hướng cao tốc trung lương mỹ thuận là di chuyển khoảng 2 km còn về trái đó mình di chuyển về hướng quốc lộ 1A cho dòng dứa là di chuyển khoảng hai cây gửi số là tới rồi cũng rất là gần nha anh chị rồi không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa Em di chuyển qua đất đây Đất mình nằm đất liền nha anh chị Đất mình cũng khá là đẹp ha Tương đối bằng phẳng nha anh chị Từ cái tụ xi măng Cái gào nè anh chị đó Di chuyển sâu trong trong là 70m Còn có mặt tiền đường nhựa mình á Là 8m Trên đất mình á thì có 150m thủ cương nha anh chị Đây có đèn đường nữa nè Để em quay lên cho anh chị xem đây có điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết cho mình nha Khu này dân rất là đông Đây là dân rất là thân thiện và rất là an ninh nha anh chị Vị trí đất mình ở đây đó là ở ấp 3, à, xã Tâm Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đó, Thứ ganh mình tới đây nè anh chị Có thằng gào này ha Thằng gào là bên chủ bên kế bên đất à, ta xây nha anh chị Đó ngang là 8m à, sâu vô là 70m trên đất thì có 150m thổ cư giấy tờ gia chủ sẽ bao trọn gói hết cho mình anh chị nếu mà anh chị mua thửa đất này ha còn cái hướng di chuyển đường này là anh chị làm di chuyển về hướng à, tâm hiệp về hướng tân phước nha đó di chuyển thẳng đường này đó, rất là thuận tiện ha đường này là đường nhựa khoảng là ba mét rưỡi anh chị cũng rất là rộng ha này xe tải à, xe ô tô à, lưu thông được nhanh chị đường rất là thông thoáng anh chị thấy rất là rõ ha em quay trực tiếp cụ thể để chi tiết để cho anh chị xem à, nếu anh chị ở xa anh chị cũng nắm rõ được cái vị trí đất để mình cần mua mình cất nhà ở ha hay là khu đây làm làm cái kho nhỏ nhỏ cũng được tại cái này là nằm ở đây, đang nằm ở đường nhựa anh chị nằm đất liền luôn rất là thuận tiện ha xe ra vào rồi em di chuyển sâu rồi phía đất cho, quay cụ thể cho anh chị xem nha À, cuối video ấy, em sẽ để cái sổ à, cho anh chị xem trực tiếp nha anh chị à, Mong anh chị và cô chú à, like và chia sẻ giúp em Để mọi người biết đến và à, kinh em phát triển à, Bên em cũng có động lực à, quay những video mới Tìm đất nền, à, đất công, đất giường, nhà ở Để cho anh chị đầu tư hay là các nhà ở hay làm giường ha Wow, đất mình khá đẹp nha anh chị Anh chị cũng thấy tương đối ha, bằng phẳng anh chị ha À, xung quanh thì hai bên đã có hàng rồi phía đuôi đất á, với bên hông bên trái á, thì có một số chưa có làm gào nha. À, em quay trực tiếp luôn cho anh chị xem đó. đất mình rất là cao. xung quanh thì có gào có phía sau với mình hông xíu hay là chưa có thôi. À, em xin nhắc lại cái vị trí ở đây đó là ở ấp ba à, xã tam hiệp huyện châu thành tỉnh tiền giang. đất mình là hướng nam nha. ngang mặt tiền đường nhựa là 8m à, sâu vô là 70 m. Trên đất mình đó thì có 150 mét thổ cư. Gia chủ ký gửi giá bán là 920 triệu nha anh chị. Giấy tờ á, gia chủ sẽ bao trọn gói cho mình luôn. À, mình rất là yên tâm về giấy tờ ha. Hiện tại thì sổ hồng à, đang nằm ở nhà chủ, không có thế chấp hay là cầm cố ngân hàng gì hết. Anh chị cũng rất là yên tâm vấn đề về sổ sách nha. Đây, đất mình khá là đẹp anh chị ha. Nó dài tới cái đám rau má phía sau anh chị. Rất là dài nha anh chị. À cuối video em sẽ để cái sổ à, cho anh chị xem nha. Nó có hai sổ nha anh chị. Cái sổ nó là 150 m thuộc cư và một sổ đó là đất K5 năm. cho anh chị à, coi trực tiếp nha. Mình di chuyển ra đường viện 33 anh chị khoảng có 100 m đổ lại thôi, cũng khá là gần nha anh chị. Còn di chuyển lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thận nó có dần dẫn xuống anh chị. Nếu mà À, trong năm nay là xong á, thì mình có à, đường dẫn xuống á, di chuyển vô đây là 2 km là tới rồi rất là thuận tiện cho mình ha đây hiện tại em đang đứng giữa cái đất này anh chị quay lên cái mặt tiền đường nhựa cho anh chị xem nè ha tại chị sâu rất là sâu em đứng giữa đất quay trực tiếp cho anh chị thấy rõ hơn nha đất mình khá đẹp anh chị dân đây ở rất là thân thiện nha rồi đến em kết thúc video, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất này thì liên hệ bên em để em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha. Bất sản đặc biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.